Vâng, Đăng xin kính chào quý vị, các cụ, các cô, dì, chú, bác, toàn thể anh chị em, lời chào thân thương, lời chúc sức khỏe. Vâng, chúng ta vừa nghe bài hát Rừng Lá Thấp, Sao Không Hát Cho Những Người Vừa Nằm Xuống Chiều Qua. Và livestream ngày hôm nay, Đăng xin được làm trước hơn một ngày để kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Con xin kính chào các ông, các cha, chú, cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa còn sống. Con xin kính linh hồn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống, cũng như cán binh Cộng sản đã nằm xuống trong chiến tranh Việt Nam. Nguyện cầu chúc các linh hồn quý vị được an lạc miền cực lạc. Con xin được thắp nén hương lòng tri ân, ghi nhớ công lao của các ông cha chú đã hy sinh một đời vì nước vì non của con. Con là một người sinh sau cuộc chiến với kiến thức nhỏ bé, và với cái tấm lòng của con xin được thắp nén hương lòng. Và rồi, như con đã từng nói ở các clip trước, lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho chính nghĩa, đại diện cho dân quốc Việt Nam. Và livestream ngày hôm nay con làm để tưởng nhớ
kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì một lần nữa con xin mời quý vị, ông bà, chú bác, cô chú cùng quý vị anh, cùng anh chị em, bạn bè thân hữu cùng các em, chúng ta đứng dưới lá cờ của Tổ quốc, lá cờ chính nghĩa. Vì hiện tại lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn là lá cờ đại diện cho sự chính nghĩa, tự do cho dân tộc giống nòi, đất nước thân yêu. Và một lần nữa con xin được mời quý vị cùng con hát quốc ca trước khi vào livestream ngày hôm nay. Vâng, thưa kính chào quý vị, đặc biệt là các cha, chú, ông của những người còn sống, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Như con đã nói, con là người sinh sau cuộc chiến. Với kiến thức nhỏ bé, con đã tìm tòi học hỏi và rất kính trọng tầng lớp tiền bối của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho đất nước để bảo vệ tổ quốc. Một lần nữa con xin được bày tỏ tấm lòng nhỏ bé để tri ân đến các quý vị. Những hội đoàn của Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại và những người Việt hải ngoại đã âm thầm giúp đỡ và trợ lực cho đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam bằng các hình thức khác nhau, trong âm thầm lặng lẽ, từ từ thiện, hỗ trợ thiên tai lũ lụt, cũng như trong công cuộc đấu tranh dân chủ. Và con xin dành một phút tri ân đến các hương hồn anh linh của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như bộ đội Bắc Việt trong cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc. Vâng, thưa toàn bộ quý vị, ngày hôm nay livestream này đăng xin được làm với cái tiêu đề là kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tức là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Với cái tin mừng như đăng đã thông báo rằng Quốc hội Mỹ đã phá lệ hiến pháp và cho thành lập lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đăng xin được nói sơ bộ về quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Với kiến thức nhỏ bé của mình, cho giới trẻ được hiểu, được biết về quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một lực lượng tinh nhuệ nhất Đông Nam Á, với 11 sư đoàn bộ binh chủ lực, 4 sư đoàn không quân, 3 sư đoàn thiết giáp,
16 lữ đoàn pháo cộng thêm 2 sư đoàn tổng trừ bị, sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn nhảy dù, và nhiều lữ đoàn, đoàn liên đoàn biệt động quân, thêm sự hỗ trợ của công binh và nhân dân tự vệ, địa phương quân, nghĩa quân, thì lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đứng thứ 6 trên thế giới thời bấy giờ. Và trang sử đã lật qua. Ngày hôm nay, trong livestream này, đăng xin thêm một lần cúi đầu thành kính quý vị với những công lao xây dựng, hỗ trợ cho đất nước Việt Nam mình sau năm 1975. Đó là những hội đoàn của Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại, hậu duệ con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như ông cha chú trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa hiện đang còn sống, luôn luôn hướng nhìn về quê hương, tổ quốc và dân tộc. Kính thưa các ông, các cha chú, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và anh chị em đồng bào Việt Nam hải ngoại và tất cả quý vị ở trong nước, xin quý vị giữ lửa đáy thương đất nước và con người Việt Nam đang sống trong chế độ cộng sản bây giờ. Tình người Việt Nam ở hải ngoại vĩ đại và bao la. Ở nơi đó, các chú, các cô dì, anh chị em đã phải làm việc rất vất vả, mồ hôi sôi nước mắt để có đồng tiền, và đã từ tâm giúp đỡ Việt Nam trong các hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt, nghèo đói, thiên tai, lũ lụt, bằng mọi cách thức nào đó, luôn luôn tương thân tương ái với cái nghĩa dân tộc lá lành đùm lá lách, lá rách đùm lá tả tơi. Và đặc biệt nhất là hỗ trợ trong công cuộc đấu tranh đòi tự do, nhân quyền cho tổ quốc. Vậy thì cái gì đã làm cho các ông cha chú và đặc biệt nhất là những người Việt hải ngoại luôn luôn hướng về tổ quốc, hướng về giống nòi? Vâng, câu hỏi đang muốn đặt riêng cho tất cả mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, các em, và đặc biệt nhất là đám dư luận viên. Cái gì đã khiến cho, đã làm cho người Việt hải ngoại luôn luôn hướng nhìn về tổ quốc giống nòi? Vâng, thưa quý vị, vì tình yêu đất nước và con người Việt Nam, cộng đồng người Việt hải ngoại ở ngoài, đặc biệt các đoàn thể Việt Nam Cộng Hòa, các cha, chú, ông và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn hướng về quê hương dân tộc, hướng về giống nòi bằng một tình yêu máu đỏ da vàng, tình yêu quê hương đất nước. Họ luôn luôn hướng về tổ quốc. Đó là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi họ được sinh ra, lớn lên, có biết bao nhiêu tình thương, thương quê hương đất nước, thương dân tộc giống nòi. Và một lần nữa, đăng xin được cầu chúc sức khỏe đến toàn thể các ông, cha, chú và toàn thể người dân Việt Nam ở hải ngoại. Lời chúc sức khỏe, bình an và những gì tốt đẹp nhất dành đến các cha, các chú, các quý vị ở hải ngoại. Và rồi đăng xin được dành ít phút để nói riêng về đăng một tí. Thưa quý vị, tất cả các livestream đăng làm là tư tưởng, là ý tưởng
và là của riêng cá nhân của Đăng, không xuất phát từ một ai. Đăng đã từng nói Đăng không nằm trong bất cứ một tổ chức đảng phái trị nào cả. Vì vậy tất cả những gì Đăng làm, Đăng live stream đều xuất phát từ lòng yêu nước, yêu dân tộc Đăng. Thì những ý tưởng, những sách lược và những gì Đăng nói ở đây là riêng cá nhân của Đăng. Và Đăng đã thường nói rất nhiều. Nếu quý vị coi live stream của Đăng, quý vị cảm thấy hay, bổ ích thì Đăng xin mời quý vị share rộng rãi để tiếng nói của Đăng được loan tỏa, đặc biệt là các bạn trẻ. Thì cũng như các trang cá nhân, đặc biệt nhất là trên trang YouTube, đã share cái clip của Đăng rất là nhiều. Thì trên trang Quốc Huy Channel là cái trang YouTube của Huỳnh Quốc Huy, có theo cái clip của Đăng và đã cắt clip, cắt xén và lồng ghép như vậy. Thì Đăng hoàn toàn không đồng ý. Một bài nhạc là một ý tưởng của Đăng đưa vào trong cái cách Đăng đấu tranh riêng của Đăng. Khi quý vị theo cái live stream của Đăng lên trên YouTube, đó là một cách làm rất tốt và Đăng đồng ý. Vì chúng ta góp chung một tay để đưa tiếng nói và cái cách thức đấu tranh được loan tỏa xa hơn, rộng hơn. Nhưng một bài nhạc hay là một ý tưởng đều là của riêng cá nhân của Đăng, không của ai hết. Vì vậy khi quý vị, đặc biệt nhất là trên trang YouTube Quốc Huy Channel, khi xem clip của Đăng đưa về trang đó, muốn cắt xén hay lồng ghép cái gì phải hỏi qua cá nhân của Đăng. Khi Đăng đồng ý thì mới được phép làm. Còn khi Đăng không đồng ý, theo về làm ơn, không riêng gì trang Huỳnh Quốc Huy Channel mà tất cả các trang khác cũng vậy. Khi xem live stream của Đăng về thì làm ơn giữ nguyên hiện trạng clip của Đăng, vì đó là ý tưởng, là chất xám riêng của Đăng, không phải của ai hết. Một bài hát nhạc tình Đăng đưa vào là có cái ý tưởng, có cái đường lối riêng của Đăng ở trong đó. Thì xin quý vị khi đưa clip của Đăng về từ nhà mình hay share rộng rãi, làm ơn tôn trọng cá nhân Đăng. Đó là những gì Đăng muốn nói sơ một tí về cái việc đã xảy ra, rằng khi share clip của Đăng về, làm ơn đừng cắt xén. Như cái live stream Đăng làm về tình yêu và cuộc sống của chúng ta trong đám lãnh đạo Dracula Phú Trọng, Đăng đưa cái bài hát Xin Được Làm Người Tình. Bài hát là cái nền tảng để Đăng dẫn đưa các bạn trẻ, đánh thức, đánh động lương tâm của các bạn. Thì khi anh xem về tường mà anh cắt đi cái bài hát, anh cắt đi đoạn này, anh lồng ghép đoạn kia, thì vô tình bất hay, và vô tình cái ý tưởng của tôi, cái đường lối tôi đi, các anh đã cắt xén, tùy các anh sử dụng, đó là tôi không chấp nhận. Vâng, thưa quý vị, đất nước mình, quý vị thấy bây giờ rất là giàu, thưa quý vị ơi, rất rất là giàu. Chúng ta thấy rất rõ ràng, thành phố Sài Gòn tráng lệ, Hà Nội thì hiện đại, với những tòa nhà cao tầng và bộ mặt giàu có rất sang trọng. Đi đến đâu cũng có những ánh đèn, những cái gì đó sang trọng, mà chúng ta thấy thành phố rất nhộn nhịp, xa hoa, một sức sống trẻ, một thành phố tất bật đập vào mắt mỗi người chúng ta hàng ngày. Và chúng ta thấy đó chỉ là một phần nổi của sự giả tạo mà thôi.
Vì sao đang nói như vậy? Vì Việt Nam là một quốc gia đang chìm ngập trong nợ nần. Thưa quý vị, các bạn trẻ, các em thân mến, các bạn trẻ có biết một cái cầu mới xây, một con đường mới làm, hay là một dự án đô thị, bất cứ một cái dự án gì đều là đồng tiền đi vay mượn của nước ngoài, xin xỏ của nước ngoài. Và rồi chúng ta thấy rõ ràng rằng cuộc sống của người dân trong nước đang chịu mức thuế cao nhất ở thế giới. Khi đang nói về cuộc sống của người dân trong nước đang chịu một mức thuế cao nhất ở thế giới, hẳn ở đây nhất là các bạn trẻ, các em, đặc biệt là dư luận viên sẽ biểu môi nói rằng đang vu khống, hoặc là muốn nói là nói không có chứng cứ sách vở gì cả. Vì thật sự các bạn trẻ, các em ngồi trên ghế nhà trường, học ở mái trường xã hội chủ nghĩa, không biết gì ngoài chỉ biết học về yêu đảng, yêu bác, mọi việc đều có đảng và nhà nước lo. Việc xã hội đừng để ý làm gì. Thứ nhất nặng đầu, mà thứ hai con đường dẫn tới nhà tù bé rất là mau. Để minh chứng cho những gì đang mới nói rằng con người Việt Nam chúng ta đang chịu cái mức thuế cao nhất trên thế giới, đang xin được dẫn chứng cụ thể, một dẫn chứng nhỏ thôi. Và ngày hôm nay đang muốn xin nói sơ về giá xăng dầu. Và rồi chúng ta biết xăng dầu đã gắn liền với cuộc sống hiện đại của chúng ta. Từ công nghiệp cho tới nông nghiệp, cho tới là nói về ngư trường đánh bắt, bất cứ cái gì cũng đều phụ thuộc vào giá xăng dầu. Xăng dầu xuống thì hẳn nhiên ở đây chúng ta thấy giá thành xuống, xăng dầu lên giá thành lên. Và ngày hôm nay đăng không muốn đào sâu về cái đó, mà đăng chỉ muốn dẫn chứng cụ thể để các bạn trẻ thấy, các em thấy rằng giá gốc 1 lít xăng tại Hoa Kỳ và Việt Nam là đồng giá với nhau 8.000 Việt Nam đồng. Và giá bán thì sao? Giá bán 1 lít xăng tại Hoa Kỳ là 12.000 Việt Nam đồng. Giá bán 1 lít xăng tại Hồng Kông là 13.000 đồng. Giá bán tại Trung Cộng là 13.500 đồng Việt Nam đồng. Vậy thì tại sao giá bán ở Việt Nam lại là 17.500 đồng? Các bạn trẻ, các em thử làm bài toán này và cho đăng một con số coi. Đó là đăng vừa so sánh giá xăng giữa Hoa Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam. Và rồi chúng ta thấy giá xăng vừa rồi mới tăng thêm 300 đồng trên một lít xăng, với cái gọi là thuế môi trường hay cái gì đăng không cần biết. Thì ngày hôm nay đăng xin làm một bài toán sơ bộ. Việt Nam chúng ta có hơn 30 triệu chiếc xe gắn máy và trên 100.000 xe tải, xe cơ giới các loại, xe hơi các loại. Một ngày tiêu thụ khoảng trên 5 triệu lít xăng. Chúng ta làm một bài toán sơ bộ. 50 triệu lít xăng nhân với giá chênh lệch mới tăng là 300 đồng. Như vậy sai số để tăng thêm tiền thuế mỗi ngày là 150 tỷ Việt Nam đồng.
Mỗi tháng là 450 tỷ Việt Nam đồng. Mỗi năm là 55.000 tỷ trên một năm. So với cái số tiền nhà nước mới tăng giá xăng thêm 300 đồng. Cái tiền thuế xăng trừ các chi phí thì Cộng sản lấy chính xác là khoảng 300.000 tỷ đồng trên một năm. Tổng các thứ tiền thuế khác Cộng sản đánh trên đầu dân Việt Nam chúng ta là trên 1 triệu tỷ một năm. Và Bộ Tài chính chỉ công khai là trên 5.000 tỷ. Và các khoản tiền đã vay mượn và tiếp tục còn vay mượn của nước ngoài. Vậy các khoản tiền thuế, tiền vay mượn nước ngoài và những đồng tiền đen tối mà Bộ Tài chính công khai chỉ có 5.000 tỷ thuế trên một năm đi đâu hết? Và ngày hôm nay đang mời không những riêng các chuyên gia kinh tế, những cái anh được gọi là đỉnh cao trí tuệ Cộng sản Việt Nam bằng thạc sĩ, tiến sĩ làm một bài toán và cho đang biết những đồng tiền thuế của dân đi đâu và về đâu. Và đang mời các bạn trẻ, các em hiện đang là sinh viên, học sinh giải giúp giùm Đăng bài toán này. Cái đó là cái ví dụ điển hình về thuế. Rồi nói về luật pháp của Việt Nam cũng nói quá nhiều. Và ngày nay anh xin lấy một cái ví dụ về luật pháp mà nó buồn cười nhất ở cái xã hội của Việt Nam chúng ta. Đó là nói về cái luật đội nón bảo hiểm. Ở trên thế giới này không có một quốc gia nào hay một nhà nước nào bắt người dân đi mô tô, xe gắn máy trong đô thị phải đội nón bảo hiểm cả. Mà chỉ có riêng Việt Nam là bắt người dân phải đội nón bảo hiểm, kể cả trong đô thị. Và rồi chúng ta thấy trước khi mà có luật đội nón bảo hiểm thì tổng con số chết là khoảng 5.000 người dân vì tai nạn giao thông trên một năm. Thì sau khi mà có luật đội nón bảo hiểm thì con số là lên tới 7.000 người chết. Và rồi chúng ta thấy ở cái những ví dụ như những cái thành phố Sài Gòn đông đúc đó, đi ra đường nhiều khi ô nhiễm môi trường nè, khói bụi nè, bực bội rồi còn phải đổi thêm cái nón cối ở trên đầu, nó vừa mất thuần phong mỹ tục, mất thẩm mỹ. Và rồi đây cũng là cái cớ để tụi ăn tiền thôi quý vị à. Đó là những cái luật mà thấy mắc cười, nhưng nó lại là cách để tổ cộng sản nó ăn tiền của người dân chúng ta. Cô nói thêm về luật pháp nữa, chúng ta thấy tại Hoa Kỳ hay tại những nước đa đảng, đa nguyên, khi người dân người ta bất đồng chính kiến với tổng thống, người ta có quyền xuống đường căng biểu ngữ chửi tổng thống, có khi là chửi như chó luôn. Lỗi. Còn riêng ở Việt Nam của chúng ta thì sao? Không dám mở miệng nói. Tới chế độ đừng có nói là căng biểu ngữ. Căng biểu ngữ chắc đã cắt cổ nó còn hơn anh vụ của anh Nguyễn Hữu Tấn nữa. Đó là những cái dẫn chứng sơ bộ nhất để Đăng muốn cho thấy rằng các bạn trẻ, các em thấy rằng chúng ta đang sống ở một xã hội thật sự thối nát. Và những cái dẫn chứng của Đăng ngày hôm nay cho chúng ta thấy một điều rằng Việt Nam Cộng Hòa đã mất, đồng nghĩa chúng ta mất tự do và mất quyền làm người.
Quý vị, các bạn trẻ, các em, Việt Nam Cộng Hòa đã mất. Và rồi, những cha chú, những ông, những hậu vệ, và đặc biệt nhất là cộng đồng của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, bây giờ họ vẫn âm thầm hướng về đất nước, hỗ trợ cho tất cả, cho chúng ta bằng tất cả từ tài lực, nhân lực và trí tuệ. Thì tất cả chúng ta hãy tin tưởng vào tương lai và can đảm bước đi trên cái con đường đấu tranh vì tương lai tổ quốc, dân tộc, giống nòi. Các bạn hãy can đảm đứng lên, không những riêng cộng đồng hải ngoại mà còn có cộng đồng quốc tế giúp đỡ và can thiệp cho chúng ta. Và lời kêu gọi của Đăng ngày hôm nay là dành cho tất cả quý vị, cho các bạn trẻ, cho các em và cho cả những người lãnh đạo, tướng tá, anh chị sĩ quan quân đội, công an, cảnh sát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chỉ còn có 2 năm nữa thôi, người Trung Quốc sẽ thay thế tất cả các vị trí của quý vị tướng tá, quân đội, công an, cảnh sát trong Cộng sản Việt Nam. Họ thay thế tất cả thôi quý vị à. Vì sao đang nói vậy? Và ngày hôm nay xin cho phép Đăng được nói. Cục phản gián và tình báo tổng cục 2 là Nguyễn Chí Vĩnh. Nguyễn Chí Vĩnh là tay phải của Dracula, Nguyễn Phú Trọng, và đã nhận một đống tiền của tình báo Hoa Nam Trung Cộng để đi bắt bớ quý vị đó. Và Đăng xin dẫn một dẫn cụ thể. Hẳn ở đây quý vị đều biết rất rõ rằng Thiếu tướng Công an Trương Văn Long đã có một bài nói chuyện chửi Trung Cộng mới đây và đã bị Nguyễn Chí Vĩnh bắt và cầm tù rồi. Mong quý vị hiểu rằng Đăng chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi, nhưng rất bình đẳng và chân thật những gì Đăng biết, Đăng nói. Và Đăng nói với quý vị biết rằng Nguyễn Chí Vĩnh đã cài cắm tất cả tình báo vào các quan chức cộng sản và cao cấp. Nguyễn Chí Vĩnh có đầy đủ các bằng chứng tham nhũng hối lộ của các vị đó. Nguyễn Chí Vĩnh muốn giết hồi nào là giết, kể cả các cấp thứ trưởng, bộ trưởng, cấp tướng tá, bất cứ giờ phút nào họ muốn là họ giết thôi. Và Đăng xin dẫn chứng thêm một dẫn chứng điển hình nữa là cha Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải đã bị giết rồi nhưng chưa được công khai và không bao giờ công khai. Và Đăng dám quả quyết rằng trước thềm hội đảng, trước cái thềm đại hội đảng sắp tới, Dracula Nguyễn Phú Trọng sẽ cao chạy xa bay và hạ cánh một cách an toàn. Quý vị tướng tá, những người trong cấp trung ương đảng, những người ở lại sau cùng là sẽ là những người hút ổ, sẽ là những tên tội đồ của dân tộc khi giao đất nước này cho Trung Cộng bởi cái hiệp định Thành Đô.
nếu Cộng sản không sụp đổ trước năm 2020. Ngày hôm nay quý vị cứ ghi xuống giấy lời nói Tăng đi, xem tới ngày đó coi có đúng hay không, và xem coi quý vị có bị triệt hạ hay không. Thưa quý vị, các bạn trẻ, các em, đặc biệt các tướng tá trong quân đội, công an, cảnh sát, các đảng cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa là gì? Hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa là gì? Là người Việt Nam. Cộng đồng ngoại cũng là người Việt Nam. Họ sẽ yêu và hỗ trợ cho cộng đồng yêu nước của chúng ta. Và ngày hôm nay Đăng xin nhấn mạnh như vậy. Cộng đồng yêu nước của chúng ta là con dân Việt Nam đang và đã đấu tranh cho dân tộc công khai hoặc âm thầm. Các anh em bộ đội yêu nước, các tướng yêu nước, vì tất cả chúng ta là người Việt yêu nước. Mong quý vị, các anh em, chúng ta hãy giữ lửa trong lòng, và đúng cái thời điểm tất cả chúng ta sẽ đứng lên giữ nước, tái thiết và xây dựng lại đất nước. Và sau cái live stream này, cái live stream tới, Đăng sẽ nói rõ cái đường hướng cụ thể trong con đường chúng ta đấu tranh, và chúng ta phải làm như thế nào, phải đi như thế nào trên cái con đường chúng ta đang đi. Thì một lần nữa Đăng xin vâng, thưa quý vị, vừa có một người bạn gọi vào cho Đăng. Đăng xin lỗi. Vâng, thưa quý vị. Chúng ta tạm nghỉ ít phút rồi tiếp tục cuộc nói chuyện. Chúng ta nghỉ ít phút. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, những nhà bình luận về chính trị thế giới họ đã chê bai Đảng Cộng sản Việt Nam, cái đường lối chuyển hóa và thay đổi lên xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn bị bợm và sai lầm. Đảng Cộng sản Việt Nam đã mượn và đã nhờ Trung Cộng xây bức tường lửa trên website để chặn đứng thông tin chính xác trên thế giới về Việt Nam. Và trong livestream này đăng đã dẫn chứng về cái thuế xăng, và đó chỉ là một trong những thứ thuế thối tha để ăn trên đầu, trên cổ, trên xương máu của người dân Việt Nam. Và cũng như luật pháp của Cộng sản chỉ là để bảo vệ một đám người lãnh đạo thối nát, buôn dân, bán nước, được mệnh danh là đĩ, là cái gì, là cái đỉnh cao của trí tuệ. Và trong đám lãnh đạo thối nát này, nó còn chia bè kết phái, chém giết lẫn nhau, tranh giành quyền lực, tiền bạc, gái gú, tận sức vơ vét để tháo chạy trước năm 2020. Và đăng xin dẫn chứng một điển hình cụ thể là Nguyễn Đình Thơ, chủ tịch thành phố Đà Nẵng, khi bị truy tố thì lật đật bắt chung chi quỳ lại, và chúng ta thấy rõ ràng là được bình yên, được thoát tội, và Vũ Việt bị chìm xuồng. Và tiếp theo đó là Đinh La Thăng bị đưa ra quỷ luật truy tố, sau đó Đinh La Thăng ói ra bài triệu đô la và được bình yên, là một chức nhỏ tào lao, không tù tội, không kỷ luật. Và sắp tới, quý vị nhớ lời đăng nói ngày hôm nay, cái con mạnh hổ gian manh xảo trá tham lam nhất Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị đưa ra luôn, và ít nhất là phải ói ra rất nhiều tiền lắm, chắc phải ói ra nhiều tiền mới mong được bình yên, và chắc chắn rằng phải trên vài chục triệu đô la. Chúng ta thấy rõ ràng, những bằng chứng rõ ràng như vậy đủ thấy rằng cái đám Dracula Nguyễn Phú Trọng là triệt hạ băng nhóm đối nghịch chỉ để lấy tiền và thu tóm quyền lực mà thôi. Còn đàn em của Nguyễn Phú Trọng thì sao? Đăng thinh xin dẫn chứng thêm một điển hình cụ thể là Formosa, Hoàng Dương Hải là ai? Không cần lấy dẫn chứng đâu xa xôi, quý vị thấy rất rõ là Dracula Nguyễn Phú Trọng không mang đến, sống chết bầy, sống chết mặt dân, tiền thì bỏ túi. Đó là những bằng chứng sống mà ở đây tất cả mọi người chúng ta thấy được, minh chứng cho chính phủ Cộng sản Việt Nam là một bè lũ bán nước hải dân, và là một lũ ác quỷ ngu dốt đang cởi trên đầu, trên cổ chúng ta. Và đã là ác quỷ nên chúng ta cần phải đoàn kết lại, xây dựng một chính thể mới mong đổ được nó. Và rồi ngày hôm nay đăng thinh tha thiết kêu gọi rằng chúng ta đã có một chính thể qua hai thời Đệ Nhất và Đệ Tam Cộng Hòa, thì để trừ cái tội ác quỷ này, ngu dốt này, thiết nghĩ chúng ta phải đoàn kết lại, xây dựng một chính thể Đệ Tam Cộng Hòa cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam và cho con cháu tương lai của chúng ta sau này.
Vâng, thưa quý vị, đã có tín hiệu lại chưa ạ? Mới mới bị mất tín hiệu. Tín hiệu nó bị gián đoạn á, đang xin lỗi quý vị. Vì sao đang kêu gọi chúng ta phải nên đoàn kết lại, xây dựng một chính thể để Tam Cộng Hòa? Vì Mỹ đã bật đèn xanh cho chúng ta khi cho thành lập lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày hôm nay đang xin nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Chúng ta ở đây là gì? Chúng ta là tất cả những người dân Việt Nam, kể cả tướng tá, đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam. Quay đầu trở về với nhân dân đất nước. Đừng để đất nước dân tộc này lọt vào tay kẻ thù ngàn đời của chúng ta là Trung Cộng vào năm 2020. Và ngày hôm nay đang xin gửi đến quý vị một câu hỏi là Việt Nam Cộng Hòa còn nguyên đó hay là đã chết? Quý vị trả lời giúp Đăng. Nếu mà muốn xây dựng lại cái thể chế để Tam Cộng Hòa thì Việt Nam Cộng Hòa còn đó hay đã chết? Vâng, thưa, Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn chết nhưng không chết. Tại sao ngày hôm nay Đăng lại nói như vậy? Vì những người đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa và sắp tới là Đệ Tam Cộng Hòa chính là quý vị đó, là các ông các cha chú cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và tất cả chúng ta những ai thật sự yêu chuộng tự do hòa bình và yêu đất nước dân tộc. Quý vị à, chúng ta có sự hậu thuẫn của trên 10 triệu người Việt ở hải ngoại, là một nguồn tài lực, nhân lực, trí tuệ đứng trên cả Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore. Và chúng ta có thêm luật pháp quốc tế luôn đứng về chúng ta để bảo vệ chúng ta. Chúng ta không đơn thương độc mã. Ngày hôm nay đang tha thiết mời gọi quý vị, ta luôn luôn giữ ngọn lửa đấu tranh ở trong lòng. Đúng một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ đồng loạt đứng lên. Vâng, đó là những gì Đăng muốn nói trong ngày kỷ niệm Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và rồi tiếp theo là Đăng có một số tin lặt vặt xin gửi đến quý vị. Đó là như hồi nãy Đăng đã nói, sắp tới Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị đưa ra sự bắn. Thì cái tập đoàn Tôn Hoa Sen là một cái nơi để cho Nguyễn Tấn Dũng rửa tiền. Thì ngày hôm nay đang khuyên những ai có cổ phần, có đầu tư trong tập đoàn Hoa Sen thì từ giây phút này nên rút cổ phần ra, rút tiền bạc ra, đừng để tiền mất. Vì khi Nguyễn Tấn Dũng bị xử thì tập đoàn Hoa Sen này cũng sẽ bị xử theo Nguyễn Tấn Dũng. Và rồi ngày hôm qua chúng ta thấy rằng có một cái tin là bắt một cái xe bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc tại Đà Nẵng. Cái xe này hàng tấn bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc. Và rồi người ta đã thử nghiệm là lấy trộn với cái cơm cho chó ăn thì chó bị sụn bọt mép và chết.
Quý vị các bạn trẻ không tin thì cứ lên trên báo của Cộng sản thôi, chứ không cần đâu xa sẽ thấy cái tin này. Thì qua cái tin này, ngày hôm nay đang muốn đọc đây để gửi đến quý vị rằng chúng ta muốn sống thì chúng ta đừng dùng hàng của Trung Cộng, đừng tiếp tay để đưa hàng Trung Cộng vào Việt Nam. Đó là mình đang gián tiếp sức cho Trung Cộng giết hại đồng bào của chúng ta. Và đừng bao giờ ăn những thực phẩm của Trung Cộng hoặc của Việt Nam sản xuất mà có liên quan đến hóa chất độc hại của Trung Cộng. Thay vì chúng ta ăn đồ Việt Nam, đồ Trung Cộng thì rẻ tiền, chúng ta có thể ăn một con gà công nghiệp của chúng ta sản xuất bằng thực phẩm của Trung Cộng nhập vào Việt Nam. Thì chúng ta đừng ăn con gà đó, chúng ta ăn gà Ý, gà Pháp, gà Mỹ đi. Tụi Cộng sản nó giàu nó ăn nguyên con, mình nghèo mình ăn nửa con, mà nghèo nữa thì ăn 1/4 con thôi, ăn ít thôi. Nhưng mà nó có chất, nó không bị độc, chúng ta không bị ung thư. Đó là cái đơn giản nhất để chúng ta tẩy chay hàng hóa độc của Trung Cộng cũng như của Việt Nam. Như chúng ta còn tin, như chúng ta biết là nhà máy nhiệt điện ở Ninh Thuận đã được hiện là ký cho ngưng hoạt động, thì sắp tới sẽ hoạt động vào cuối năm nay. Và các nhà máy như nhà máy Liên Men á ở Hậu Giang sẽ chính thức hoạt động vào năm 2018. Thì qua cái tin này thì ngày hôm nay đang cũng khuyên mọi người dân miền Tây á, xung quanh sông Hậu mua gạo trữ sẵn ở trong nhà và tìm cách khai thác cái nguồn nước riêng sinh hoạt cho gia đình. Vì khi cái nhà máy này mà đi vào hoạt động, đầu nó chính thức hoạt động vào năm 2018, đầu năm đó, thì đang không dám chắc rằng cái hậu quả của nó có thể là hơn Formosa hay không. Nó có thể ngăn ngừa với Formosa. Khi đã bất tỉnh, bất tỉnh 4 tỉnh miền Trung. Rồi sắp tới đây cổ phiếu, tất cả các cổ phiếu về thương mại kinh tế ở trong nước sẽ xuống giá một cách trầm trọng. Vì sao? Vì Việt Nam sắp tới kỳ trả nợ trước tiên là 100 tỷ đô la vào tháng 7 tới. Nếu Việt Nam không trả nổi nợ này thì tất cả những nhà đầu tư ở nước ngoài sẽ rút khỏi Việt Nam. Đó là nguyên nhân dẫn tới giá cổ phiếu sẽ xuống. Thì đang khuyên những ai đang cầm trong tay những cổ phần lớn nhất nên bán vào thời điểm này và đừng giữ nhiều. Còn như cái tin đang đã nói ở livestream trước về vành đai sân Tân Nhất, vành đai xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Cộng sản nó sẽ giải tỏa từ 500 đến 1.000 căn hộ để nó lấy đất, nó nới rộng sân bay. Vì thật sự quân khu 7 nó nhả, nhưng mà nó nhả một phần nào đó thôi. Và đây cũng là cái cớ để nó một lần nữa cướp đất, lấy đất chúng ta bằng những cách thức trắng trợn nhất. Nếu chúng ta không giao đất giao nhà thì nó sẽ đưa xe cậu tới phá nhà phá đồ
y như những vụ trước đó, thì đang khuyên những nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt nhất những ai có nhà xung quanh đó, đừng nên đầu tư mua bất động sản ở khu vực xung quanh đó. Và rồi những hộ dân xung quanh cái vành đai Tân Sơn Nhất, nếu thật sự cộng sản nó đụng tới mà nó không bồi thường đúng với giá thị trường thỏa đáng, thì chúng ta phải đồng loạt đoàn kết lại, đoàn kết lại, đừng để cho nó đàn áp, nó lấy của ta bất cứ cái gì dù là một tấc đất. Đó là lời khuyên chân thành đang dành cho mọi người. Và rồi đặc biệt nhất là tiền giả đang tràn lan khắp nước đất nước Việt Nam. Chúng ta không thể nào phân biệt được tiền giả và tiền thật, vì đơn giản rằng đồng tiền của chúng ta được in từ Trung Quốc, và rồi Trung Quốc nó đang sản xuất tiền giả để nó tuồn vào Việt Nam với mục đích là lũng bại nền kinh tế. Kinh tế là một trong những sách lược chiến lược mạnh nhất để nó đánh lấy, chiếm lấy đất nước chúng ta. Chúng ta chỉ có một cách phân biệt, đó là nó trùng số seri mà thôi. Vì vậy khi mà đồng tiền Việt Nam đã mất giá trị mà tiền giả đã tràn lan như vậy, thì đang khuyên mọi người nên chữ vàng và chữ đô la, đừng chữ tiền Việt. Vì một ngày nào đó sẽ có người nhảy sông tự tử vì tài sản mất trắng. Và rồi cái thông tin trước đang có nói là sau 9 giờ cảnh sát giao thông nó có quyền, tất bất cứ cảnh sát nào nó cũng có quyền dừng xe quý vị, yêu cầu khám xét người cũng như cốp xe này nọ và kiểm tra luôn cả số phone. Thì ngày hôm nay có thêm một thông tin nữa đang muốn gửi đến quý vị rằng cái đường dây buôn bán người và nội tạng thường xuyên hoạt động về đêm. Và nhất là tuổi cộng sản bây giờ nó đang rất khát tiền, đặc biệt nhất là tuổi công an áo xanh áo vàng, nó sẽ ra đường đứng vào ban đêm rất là đông. Vì vậy quý vị hạn chế ra đường vào ban đêm, nhất là sau 11 giờ đêm, để tránh bị rớt vào tay của bọn buôn bán nội tạng hoặc là tuổi cướp đêm. Cộng sản Việt Nam sẽ tìm mọi cách để hạch sách cướp tiền chúng ta một cách trắng trợn. Nếu các ông có muốn nhậu thì nên ở nhà nhậu, đừng có ra đường la cà rồi về đêm hôm này nọ thì dễ bị làm mồi cho cái tụi buôn bán nội tạng lắm. Đó là lời khuyên chân thành đang dành đến mọi người. Vâng, đó là những gì đang muốn gửi đến quý vị. Và thêm một lần nữa đang muốn nhắc lại, cái trang Quốc Huy Channel hay bất cứ trang nào khi lấy clip của Đăng, Đăng xin đừng cắt xén. Dù là một bài hát, một khúc nhạc, xin đừng cắt xén, vì đó là ý tưởng và đường lối đấu tranh riêng của Đăng. Xin đừng cắt xén. Vâng, trong livestream ngày hôm nay Đăng có gì không đúng thì mong quý vị bỏ qua cho Đăng. Và rồi xin phép một lần nữa được tri ân đến tất cả các ông, cha chú, hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại luôn luôn hướng nhìn về quê hương, hỗ trợ tất cả mọi người dân trong đất nước bằng mọi cách. Và một lần nữa Đăng xin phép chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở livestream gần nhất. Xin chào quý vị, lời chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.